chàng khách hàng xinh đẹp của bệnh viện thẩm mỹ Em Cát. Ngày hôm nay Em Cát lại quay lại với các bạn trong một buổi live stream về dịch vụ hút mỡ bộ hút mỡ đùi Lipomatic tại Em Cát. Thì chúng ta cùng phân tích hình ảnh trước của vị nữ khách hàng này trước khi tới với Em Cát nha. Đây là một đây là tình trạng của khách hàng đùi của khách hàng trước khi tới với Em Cát. Chị này thì chưa có gia đình cho nên là chị này đã quyết tâm là làm đẹp, sau đó là mình sẽ có một cái đám cưới thật là có một bộ ảnh cưới rất là mỹ mãn á. Thì đây đây là số đo vòng đùi của chị ấy thì rất là khủng. Đây những cái vệt màu xanh á, tức là bác sĩ sẽ khoanh lại để bác sĩ có thể đánh dấu và hút mỡ thừa ở những vùng này. Vị có thể thấy không ạ, một vòng đùi rất là khủng luôn. Với tình trạng mỡ đùi nhiều và như thế này thì chắc chắn là chị ấy rất là tự ti khi mà mặc đồ cũng như là khi mà đi tiếp xúc với lại những người thân của mình á. Đây quý vị có thể thấy không ạ, mỡ tích tụ rất là nhiều luôn ở mặt trước đùi, mặt sau đùi và nhất là phần sau mông này. Và cô ấy đã tìm tới giải pháp đó là hút mỡ Lipomatic nội soi không đau tại bệnh viện thẩm mỹ Em Cát. Và đây là kết quả, quý vị có thể thấy không ạ, vòng đùi của cô ấy đã thon gọn lại một cách rất là đáng nể luôn, không hề có một vết bầm tím nào cả và hầu như là không có để lại sẹo luôn ạ. Chúng tôi chỉ có những cái đầu nội soi rất là nhỏ để có thể là đưa nước vào để hóa lỏng mỡ, sau đó là đưa mỡ ra ngoài nha. Vị nữ khách hàng này á, thì thực hiện combo luôn, đó là hút mỡ đùi và nâng ngực tại Em Cát. Thì cái lượng mỡ mà khi sau khi hút ra từ đùi á, thì chúng tôi sẽ đưa qua phòng thí nghiệm để phân lập ra những tế bào gốc mỡ tốt nhất, sau đó là bổ sung lên mỡ ngực cho cô ấy nữa, để coi như là vừa giảm số đo bằng đùi mà vừa tăng kích thước phòng 1 luôn á. Quý vị có thể nhìn lại sự thay đổi rất là khác biệt luôn. Đây, da đùi của cô ấy đã rất là săn chắc rồi, chứ không còn bị tích tụ mỡ nhiều như thế này nữa. Rất là da rất là phẳng. Và xong kết quả này á, thì chắc chắn là sẽ đẹp hơn, tại vì sau đó thì cô sẽ phải mặc đồ định hình. Tại Em Cát thì chúng tôi luôn khuyên khách hàng là mặc đồ định hình từ 16 cho đến là 18 tháng luôn, để cho da với cơ có thể săn chắc lại, 16 đến 18 tuần nha, để da với cơ có thể săn chắc lại. Quý vị có thể thấy không ạ, không hề có một sự bầm tím nào ở đây luôn, không hề có một sự lồi lõm nào. Bất kỳ chị em nào đang có tích tụ mỡ ở các vùng như là má này, nọng cằm này, cánh tay, bụng, lưng cũng như là đùi và kể cả bắp chân luôn, thì có thể inbox trực tiếp tới trang Facebook của bệnh viện thẩm mỹ Em Cát để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp nha, và lựa chọn ra một phương pháp hút mỡ thật là hiệu quả và kể cả chúng chăm sóc về sau luôn ha. Em Cát xin tạm biệt các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay, hẹn gặp lại các bạn trong các buổi livestream tiếp theo. Em Cát cũng không quên thông báo với các bạn rằng là chúng tôi đang có chương trình giảm đến 25% hút mỡ, dịch vụ hút mỡ và cấy mỡ luôn nha. Cho nên là các bạn gái và kể cả những các bạn nam muốn làm đẹp thì hãy inbox ngay trực tiếp tới bệnh viện thẩm mỹ Em Cát. Những khách hàng online thì chắc chắn sẽ được hưởng cái dịch vụ này nha. Thôi xin chào và hẹn gặp lại.